đảo ngữ câu điều kiện. Ở đây cô đưa ra 3 loại câu điều kiện, đó là loại 1, loại 2 và loại 3 nhé. Bây giờ loại 1 này, chúng ta có cấu trúc là should cộng chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu. Ở đây cô ghi verb không thêm gì hết là nguyên mẫu hết nha các bạn. Rồi đây chúng ta về sau là chủ ngữ cộng will và cũng động từ nguyên mẫu luôn. Cô lấy ví dụ này, if you study hard, you will pass the exam. Nếu bạn học hành chăm chỉ thì bạn sẽ đậu cái kỳ thi đấy đấy. Rồi, viết lại should. Rồi, chủ ngữ là you, động từ là study. Ok chưa? Should you study hard? Loại 2 thì chia ra hai cái cấu trúc nha. Thứ nhất là động từ to be, thì mình sẽ đưa về dạng là were cộng chủ ngữ cộng với object. Về sau là chủ ngữ cộng would cộng verb nguyên mẫu. Rồi, còn nếu như câu điều kiện sử dụng động từ thường ấy, các bạn sẽ đưa cho cô là were cộng chủ ngữ và cộng với to verb. Ok, ví dụ loại thứ nhất, if I were a bird, I would fly. Nếu tôi là một con chim là tôi sẽ bay. Rồi, ở đây động từ chính là to be nhá, thì sẽ là were này, chủ ngữ là I này, và object là a bird. Ok, were I a bird. Còn trong cái câu mà chủ ngữ là động từ, là động từ thường ấy, mình sẽ có là if I knew the truth, I would tell her. Nếu tôi biết sự thật, tôi sẽ nói cho cô ấy. Rồi, đây chúng ta có động từ là knew này. Ok, thì chúng ta viết lại là were, đến chủ ngữ là I, đến to verb đó là to know. Ok, knew là bất quy tắc, verb 2 của know này, know là dạng verb nguyên mẫu này. Ok, loại 3 đó là had cộng subject cộng verb ed hoặc verb 3, về sau là as cộng would have cộng verb ed verb 3. Về sau này thì giống trong câu điều kiện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa về này, if he had studied harder, he would pass, could have passed exam chẳng hạn. Nếu như anh ta học hành chăm chỉ hơn á, thì anh ta đã đậu kỳ thi rồi. Ok, về sau kệ nói nhá. Bây giờ các bạn chuyển cho cô về if thôi. Had đến chủ ngữ he và đến verb ed là studied, thêm ed vào là chuyển từ y dài thành y ngắn, là thêm này, được chưa? Had he studied? Ok.